parents don't do housework. Rồi. Bố mẹ của Hoa sẽ là gì? Hoa. Parents. Hoa không làm việc nhà. Bố mẹ của Hoa số ít hay số nhiều? Số nhiều. Rồi, trợ từ sẽ phải là gì? Don't. Không làm việc nhà là gì? Don't do housework. Don't often. Don't often. Housework. Làm việc nhà là do housework. Và buổi sáng là gì? In the morning. Đúng rồi. Và buổi sáng sẽ là in the morning. Được chưa? Ok. Động từ này học rất là dễ. Nhìn động từ to be mới phải học là lên cái gốc lâu lâu đúng không? Rồi. Tiếp tục câu số 2 nào. Mẹ kế của Hương thường không quét nhà, hút bụi và giặt quần áo vào buổi tối. Dùng từ mẹ kế này, mẹ kế lười quá. Hương's stepmother. Hương không quét nhà. Does sweep the floor. Đúng rồi. Chủ ngữ là số ít đúng không? Vì vậy trợ từ phải là gì? Doesn't often. Gì nữa ạ? Sweep nhà là sweep the floor. Hút bụi là gì? Vacuum floor. Và giặt quần áo là gì? And wash clothes. Hoặc là do the laundry. Cũng nha. Wash clothes hoặc là do the laundry. Rồi. Do the laundry. In và buổi tối evening. Sẽ là in the evening. Đúng rồi ạ. Ok. Rồi. Được chưa? Vậy chúng ta thấy không ạ? Chủ ngữ số ít thì trợ động từ là doesn't. Còn chủ ngữ số nhiều thì trợ động từ là gì? Don't. Nó chỉ có thế thôi. Động từ không thêm gì hết. Nhìn thấy chưa? Nguyên thể. Xong. Xin mời sang câu yes no question. Rồi. Yes, no question. Như động từ to be thì chúng ta đảo to be lên, đúng không? Thì yes, no question chúng ta đảo do da lên thôi. Đúng chưa? Biết xong chưa để đặt câu ạ? Ông bà của bạn thường đi ngủ lúc 9 giờ tối phải không? Do. Ông bà của bạn thường hiểu về do. Do your grandparents. Often go to bed. Or go to bed, hoặc go to sleep. Và lúc 9 giờ tối là ớt gì? 9 p.m. Okay, tốt. Tiếp theo. Con trai của Lan thường tắm và gội đầu vào buổi sáng à? Does Lan. Đúng rồi, con trai của Lan số ít đúng không ạ? Vậy là gì? Often tắm ở buổi đầu. Take a shower. Tắm buổi đầu là gì? And wash his hair. Buổi đầu buổi đầu ạ? Wash his hair. Và buổi sáng là gì? In the morning. Chính xác ạ. In the morning. Đây, con trai của Lan đây ạ. Take a bath, wash his hair. Yeah, in the morning. Em này, bạn thường không ăn sáng à? Bạn thường không ăn sáng à? Do you often? Đây là yes no question dưới dạng phủ định. Thì phải là gì? Don't you often have breakfast? Don't you often have breakfast? Tiếp theo ạ. Mẹ bạn thường không dọn giường sau khi thức dậy phải không?
That's your mother. Doesn't your mother often make a bed? Make a bed after bed. After getting up in the morning. Getting up. Đây ạ. Mẹ bạn là số ít đúng chưa? Vì phải là da. Nhưng bây giờ thì không dọn giường thì phải câu phủ định phải là gì? Doesn't your mother often make ở đây phải là make her bed. Là dọn giường của bà ấy. Sau khi after là giới từ. Mà giới từ thì bạn cộng một gì? Động từ thêm đuôi ing. Danh động từ. Ờ, giới từ thì bạn cộng một danh từ. Còn động từ thì phải gì? Động từ thì phải biến về gì? Danh động từ. Biến bằng cách thêm ing. Đúng không ạ? Động từ phải biến bằng cách thêm ing. Thì nó mới trở thành danh từ được. Đúng chưa? Các bạn ghi chú. Ghi chú ạ. Khi trong câu ở hiện tại đơn mà đã có động từ thường. Khi trong câu ở hiện tại đơn mà đã có động từ thường. Thì tuyệt đối không dùng động từ to be. Thì tuyệt đối không dùng động từ to be. Còn nếu trong câu không có động từ thường. Nếu trong câu không có động từ thường. Thì chắc chắn là câu đó sẽ xuất hiện động từ to be. Khi trong câu không có động từ thường thì chắc chắn sẽ xuất hiện động từ to be. Vừa mới ăn xong nó lại ra nó ăn tiếp, cắt con gà nó ăn. Thằng đấy làm món nó thích thì thôi nó ăn liên tục. Bụng căng rồi con ăn tiếp. Được chưa? Bởi vì chúng ta thấy là gì ạ? Trong câu ấy thì chỉ có một trong hai loại, không thể nào nhét hai thứ vào đây này, nhìn nào. Động từ thường thì chắc chắn phải dùng trợ động từ. Còn nếu không động từ thường thì chắc chắn phải có to be đảo lên. Được chưa? Hiểu cái này không? Nó không bao giờ nhét cả hai thứ vào cùng với nhau đâu nha. Chưa? Ví dụ bạn nói câu là gì ạ? À, mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh. Vậy thì mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh, câu này có động từ thường không? Không. Có. Không động từ thường thì chắc chắn thì phải có động từ to be, đúng chưa? Vì câu này không động từ thường mà. Không động từ thường thì chắc chắn động từ to be sẽ xuất hiện. Vậy mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh sẽ là gì? My mother is a English teacher. Rồi, is an English teacher. Đúng chưa? Đó. Nên là chúng ta sẽ cần phải để ý là gì ạ? To be thì thôi động từ thường, và động từ thường thì thôi to be. Được chưa? Tiếp này. Anh ta thường đi ra ngoài vào lúc vào buổi tối. He always go out. Đấy, có động từ không? Go out. Gas có động từ out. Đúng không ạ? Lúc này có động từ đi ra ngoài, vậy động từ to be sẽ không xuất hiện được ở đây. Gas out. Theo động thường là he. He often gas girls out. Go out. Vào buổi tối là evening. Đúng rồi, in the evening. Đây, lại theo công thức của động từ thường nhỉ chưa? Là phải thêm es bởi vì chủ ngữ số ít. Gas. Ghi chú số 2 ạ. Ghi chú số 2 ạ. Động từ to be có nghĩa là gì? Thì là ở. Đi. Thì là ở. Và ở một khía cạnh nào đó cũng có thể dịch với nghĩa là đi và đến. Động từ to be có nghĩa là thì là ở. Và ở một khía cạnh nào đó cũng có thể dịch với nghĩa là đi, đến. Vì thế, một số câu có thể dùng được ở cả hai dạng. Một số câu có thể dùng được ở cả hai dạng. To be hoặc động từ thường. To be hoặc động từ thường.
Cô đọc lại chút ạ. Một số câu. À, động từ to be có nghĩa là thì, là ở. Ở một khía cạnh nào đó có thể dịch là đi và đến. Vì thế ở một số câu có thể dùng được ở cả hai dạng. To be hoặc động từ thường. Mặc áo mà đi, học bài. To be hoặc động từ thường. Cô lấy ví dụ này. Anh ta thường xuyên đi làm muộn. He often go to school late. Go to office late. He often. Câu này của chúng ta thì đương nhiên là có động từ rồi đúng không? Đương nhiên có động từ thì dùng theo các thức động từ rồi. Nhưng tuy nhiên động từ to be cũng ở một khía cạnh đó cũng có thể dịch được với nghĩa là gì? Đi và đến. Vậy câu này có dùng động từ to be được không? Có. Không. Có. Có. Được chưa? Bởi một trong hai dạng mà, to be hoặc động từ thường. Bây giờ cô cho bạn dùng động từ thường trước, bởi động thường các bạn sẽ làm dễ. Nào, xin mời làm động từ thường trước ạ. He often goes to work late. He often goes to work late. Đây là dùng theo cách của động từ thường, là có động từ thì thôi động từ be đúng chưa? Nhưng cách thứ hai, động từ to be cũng có nghĩa là đi và đến. Vậy thì chúng ta sẽ dùng với động từ be thì sẽ dùng như nào, còn nhớ không? He often be late to work. No. Không phải à? Với động từ to be thì phải mất động từ thường, không có động từ thường nữa. Dùng động be late. He often late to work. Đúng rồi. Chúng ta sẽ phải dùng như thế này. He is often late for work. Bạn có nhớ cái cụm danh từ không? Tính từ này, cộng giới từ này, cộng danh từ này, còn nhớ chưa? Thì đây là một cụm danh từ mình học đã học rồi. Mà cụm danh từ thì là danh từ, mà danh từ thì làm tân ngữ động từ to be được chưa? Work này là động từ thì nó là làm việc, còn danh từ nó là công việc, được chưa? Vậy anh ta thường xuyên muộn ở công việc. Vậy muộn ở công việc thì có phải là đi làm muộn không? Có, vẫn dịch là anh ta thường xuyên đi làm muộn chứ còn gì nữa. Đúng chưa ạ? Bằng nghĩa nhau đấy ạ, không có khác gì nhau đâu, chẳng qua là câu này mình dùng động từ thường, còn câu này mình dùng động từ to be để biểu hiện cái việc đi làm muộn thôi. Được chưa ạ? Thế. Tiếp nào, câu khác nhé. Lan đến từ Ba Lan. Động từ thường thì dùng dễ rồi đúng không? Lan đến từ Ba Lan sẽ như nào? Lan comes from Ba Lan. Ba Lan. Holland. Lan comes from Holland. Holland đúng không? Holland là Ba Lan đúng không? Thế giờ dùng to be nào? To be có nghĩa là đến mà đúng không? Lan Holland. Ừ, đúng rồi. Vậy lúc này dùng to be sẽ là Lan is from Holland. Đấy, động từ thường thì thôi to be, mà to be thì thôi động từ thường chứ không phải is come đâu nha. Thấy thiếu thiếu để cho hết cả to be cả động từ thường cho nó đủ câu. Lan is coming here. Được chưa? Chứ không thêm như thế. Câu tiếp theo nha. Mẹ của Hoa thường ở nhà vào cuối tuần. Động từ thường cũng có nghĩa là ở nhà, ở đúng stay không? At home. Động từ thường là stay. Vì vậy câu này sẽ viết như nào? At the weekend. Hoa gì? Lan. Mẹ của Lan và Hoa là gì nhỉ? Hoa. Hoa and Lan hoặc là Lan and Hoa. Mother. Gì nữa? Often. Mother often stay at home. Stay at home. Và cuối tuần là gì? At the weekend. At hoặc là on được ạ. At hoặc on được. Đây, nhớ hai đứa này chung một bà mẹ thì chỉ phải vào bạn cuối cùng thôi nha. Phải sở cách vào bạn cuối cùng thôi, còn nhớ không? Được chưa ạ? Often stay này, thêm F vào. At home on được. Dùng động từ to be nào? Động từ to be có nghĩa là ở không? Bà mẹ phải không ở cô? Is. Đây là một bà mẹ ạ. Đây là mẹ của Lan và Hoa mà. Đúng không? Đây, mẹ của Lan và Hoa. Còn nếu mà mẹ của hai đứa khác nhau thì phải là mẹ của Lan và mẹ của Hoa. Thì lúc đấy bạn mới được phẩy vào hai cái và 3 giờ lại phải thêm S vào. Đúng không? Đây nhá, tương tự như thế. Bây giờ cô cho câu, nếu mà mẹ của Lan và mẹ của Hoa thì bạn phải phẩy S như này này. Đúng rồi. Và chuyện này, thêm S vào đây nữa này. 3 giờ này phải thêm S này. Động từ này số nhiều thì không chia nữa này, hiểu chưa?
Thấy sự khác biệt của nhau chưa? À thế này thì lại không chia ạ. Không, đây là hai đứa, hai bà mẹ các bạn. À. Đúng không? Còn trên này chỉ có một bà mẹ thôi, bởi vì hai đứa này chung một bà mẹ này, nhìn thấy chưa? Rồi. Okay. Đó, hai đứa chung một bà mẹ thì động từ mẹ này một bà thì phải chia động từ chứ, số ít chứ. Còn đây là gì ạ? Hai bà mẹ khác nhau, Lan một bà mẹ và gì? Hoa một bà mẹ thì phải đây thêm s vào đây, mà đây số nhiều rồi thì đây có động từ có thêm gì nữa không? Đúng không? Không. Được chưa? Rồi bây giờ dùng động từ to be cho cô nào. Động từ to be có nghĩa là ở không? Nhìn đây. Is. Có đúng không? Vậy dùng động từ to be nào? Is Lan's mother and Lan's brother. Bỏ say thôi, thay to be vào là xong, không có gì đâu. Đúng không? Is. My Lan and Hua mother is often at home on the weekend. Còn cái câu này thì gì? Câu này thì bây giờ to be sẽ phải như này. Bỏ cái này đi và A. Đúng không? Số nhiều mà. Đúng chưa? At home on the weekend. Thế thôi. Nhìn trông giống hệt nhau nhưng mà thực ra là gì ạ? Nghĩa lại khác nhau này, đúng không? Học bài đấy con. Mother often are at home. Are often at home. Are often are. Often are often. Yeah. Are often at home. Ngõ nhầm. Để cái off này hôm trước sau bạn học nó ra nhấn cho cái trạng từ này. Ghi chú thứ ba, ghi chú cuối cùng. Sự khác nhau giữa tân ngữ của động từ thường và tân ngữ của động từ to be. Vậy theo bạn, tân ngữ động từ thường và tân ngữ động từ to be khác nhau cái gì nào? Khác nhau cái gì ở đây? Mình đã học tân ngữ động từ to be rồi đúng không? Nào, xin mời tân ngữ động to be là những thằng nào còn nhớ chưa? Tân ngữ động từ to be là những thằng như thế nào? Là gì? Là gì? Tính từ đúng không? Là danh từ, cũng có thể là một trạng từ nhưng rất ít, trạng từ này không ít nên cô cho là bằng đơn, đúng chưa? Tân ngữ động to be là những thằng như này đúng không? Đây trạng từ đây, trong trường hợp này đây là trạng từ này, đây là tân ngữ này. Nó là trạng ngữ này. Đây cô này này, đây là tân ngữ này là trạng ngữ chỉ nói trốn này. Yeah. Đây là tân ngữ động từ be đúng chưa? Thế theo bạn tân ngữ động từ thường nó sẽ là cái gì? Khác nhau cái gì ở đây? Tân ngữ động từ thường là main verb đúng chưa? Nó là cái gì? Nó có là tính từ không? Hay là cái gì? Danh từ. Trạng ngữ. Nó là trạng ngữ đầu tiên ạ. Danh từ thì đương nhiên rồi. Danh từ thì là tân ngữ của tất cả rồi, đúng chưa? Nhưng mà có thể là tính từ không? Không. Có nhưng mà ít, chỉ trong trường đặc biệt thôi, còn nhớ không? Tính từ đi sau một số động từ đặc biệt còn nhớ chưa? Tìm. Mời Bình Ngô vào bật cam đây nè, phải vào bật tắt cam nữa. Tắt cam là cho ra luôn này. Lớp này không ai học tắt cam đâu. Rồi. Được chưa? Vậy tân ngữ của động từ thường nó lại khác ở chỗ là chủ yếu là trạng từ, còn tân ngữ động từ be chủ yếu là tính từ, còn cùng nhau cái danh từ rồi đúng không? Nhưng nó khác ở chỗ là gì ạ? Tính từ đối với động từ thường rất ít, còn gì ạ? Đối với động từ be thì trạng từ rất ít. Được chưa? Có nhưng ít. Đây là sự khác nhau này. Được chưa? Rồi xin mời đặt câu. Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy nhảy rất đẹp. Dùng cho cô từ beautiful cho cô. Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy nhảy rất đẹp. She's very beautiful. She's very beautiful and well dressed. She dance. She dance beautifully. Rất xinh, rất đẹp. So beautiful. She's so beautiful. Câu đầu tiên, cô ấy rất xinh đẹp. Đúng không? Thì chỉ có động từ rất xinh đẹp thì câu này không động từ thường. Cho tự ạ. Không có động từ thường thì đương nhiên phải có động từ to be. Đúng không? Mà nếu động từ to be thì tân ngữ của nó phải là gì?
tính từ, đúng không ạ? Nhưng câu thứ hai, cô ấy nhảy rất đẹp thì có động từ thường là gì? Nhảy. Mà nếu có động từ là nhảy thì có thể dùng tính từ được không? Chỉ trường hợp đặc biệt thôi, còn đâu chủ yếu phải dùng gì? Trạng từ. Vì vậy ở đây beautiful phải chuyển thành beautifully. Và có từ rất thì phải thêm từ very vào đây. Hiểu chưa ạ? Nên cô mới nói là tân ngữ của động từ thường nó sẽ là gì? Trạng từ. Còn tân ngữ động từ to be nó là gì? Tính từ. Nhìn thấy chưa? Đấy là sự khác nhau đấy ạ. Còn danh từ thì miễn bàn rồi. Đấy chưa? Danh từ thì nó giống hệt nhau rồi, không nói nữa rồi. Đấy chưa? Cái gì? Đấy, trạng từ này. Very kệ nó, very là trạng từ bạn chưa học, bạn cứ để đây đi. Chưa học cứ để đây đã. Cứ miễn là nó ngồi đây đúng rồi đã. Được chưa? Còn lý do vì sao nó ngồi đây thì cứ để sau. Buổi học bài trạng từ. Bữa sau học bài trạng từ sẽ cho các bạn biết vì sao nó ngồi đây. Mày thằng very nó ngồi được những chỗ nào. Được chưa? Chứ không phải nó chỉ đứng mỗi trước tính từ đâu nha. Không phải đâu. Được chưa? Rồi, nó vẫn đứng trước trạng từ bình thường để nhấn mạnh đấy ạ. Hiểu chỗ này chưa? Đấy là sự khác nhau giữa tân ngữ động to be động bình thường. Phải chuyển nó khác nhau nhá. Nên là bình thường nó nói là mẹ tôi nói tiếng Anh rất giỏi. Bạn sẽ nói như nào? My mother speaks English very well. Đúng rồi, speak này, thêm S vào đấy. English very well. Very, không thể nói là very good được, bởi vì good là tính từ. Đấy chưa? Bởi vì đây có động từ. Thì bạn phải dùng trạng từ đó là gì? Very well. Đúng rồi, trạng từ nó không phải goodly đâu nha, mà phải là well đấy ạ. Trạng từ của từ good chính là well ạ. Được chưa? Còn nếu mà bạn muốn dùng từ perfect ấy, perfect thì nó phải là gì? Perfect là hoàn hảo. Trạng từ nó phải là gì? Perfectly. Được chưa? Rồi, fluently cũng được. Fluent thì phải là fluently. Được chưa? Fluently. Fluent. Đây, thêmly vào nó sẽ là trạng từ. Còn fluent nó chỉ là tính từ thôi. Đó, bởi vì đây là động từ. Được chưa? Ok. Tiếp này. Bạn nhìn chỗ này này, thêm S vào không để đọc là Sudan đâu nhá, mà đọc là Sudanese. Very beautiful. Được chưa? Chứ đọc Sudan đâu nhá. Sudanese is very beautiful. Rồi, đó, đấy là đây đến đây mới là finish phần động từ ở phần level 1. Đấy chưa? Còn động từ level 2 thì cô sẽ giúp đỡ là cái phần cao hơn một chút xíu nữa của phần động từ. Có nghĩa là level 2, level 1 là đây là cơ bản hết rồi. Đã cơ bản đã làm ngon động từ rồi. Yeah. Rồi, động từ lên level 2 thì nó sẽ tăng lên số lượng từ vựng lên nữa, tăng cấu trúc lên nữa. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần chữa câu nhá. À, học có 2 tiếng rồi mà em xin phép nghỉ sớm. Rồi, bây giờ sang phần bài tập. Hôm trước đã cho, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa. Bài số 1 nha. Bài tập có khó không, cả lớp? Không ạ. Dễ quá. 20 câu. Vấn đề đây đó là từ vựng. Đúng ạ. Chủ yếu là để người ta nhớ từ vựng và cấu trúc. Đó, phải chắc hết những cái từ vựng cơ bản này phải nhớ. Chứ từ vựng cơ bản này mà còn đi tra nữa thì hỏng, đúng không? Rồi. Cô share cho cái màn hình đấy nha. Đang ở đây suốt ngày tỏ tí tè, mệt quá. Đâu như hôm nào được nghe tỏ tí tè. Người nào mà yếu, bạn nào mà yếu thấp huyết áp vào đám ma là biết ngay, về là lạnh dởn hết người ngay. Hoặc là bị xương khớp ấy, về là đau nhức hết xương khớp ngay. Cô này tính lượng đám ma là cô lựa. Rồi. Câu đầu tiên. Bố của tôi thường đánh răng và rửa mặt buổi sáng. Nào, xin mời làm. Câu gì đây? Câu gì đây? Khẳng định. Câu khẳng định. Bố tôi số ít hay số nhiều? Ít. Ừ. Vì vậy động từ phải thêm gì? Bố
at hoặc es đúng không? Rồi xin mời làm. My father often drives and drives and what he face in the evening. Chia động từ à? Often drives it. Không chia động từ à? Watch it. Drives it. My father often drives. Rồi. Phải đọc cả những thứ số nhiều, số ngôi thứ ba số ít của nó nha. My father often brushes his teeth and washes his face in the morning. Yeah. Chứ không phải là my father often brush his teeth and wash his face in the morning. Mình học rồi. Brush cho các môi này. Brushes. Đúng chưa? Washes. Đúng chưa? Brushes. Đọc chuẩn. Đúng không ạ? And washes. Phương quay camera lên mấy con ngựa. Mặt đâu không thấy. Rồi, câu số 2. Mẹ của tôi thường không làm việc nhà vào buổi tối. Câu gì đây? Câu phủ định thẳng hay phủ hay là yes no? Câu phủ định. My mother often. Chủ ngữ số ít hay số nhiều? My mother doesn't often làm việc nhà là gì? Do housework. Và buổi tối là gì? In the evening. Rồi, tiếp theo. Ông bà của bạn thường tập thể dục vào cuối tuần phải không? Câu gì đấy? Câu hỏi. Yes, no. Rồi. Đảo cái gì lên? Do your grandparents often do exercise? Vào cuối tuần là gì? At the weekend. At hoặc là on đều được ạ. The weekend được. The weekend. Này sau bạn học phần đánh vần này bạn sẽ biết đây này không nhận trọng âm thì một là dạng mạnh của nó hay là hai là dạng yếu đó là ơ. Đọc cách nào cũng được. Wicked. Đọc cách nào thì thuận miệng hơn thì đọc. Mẹ của bạn thường rửa bát sau khi ăn phải không? Câu gì? Câu hỏi. Yes, no. Mẹ chủ ngữ số ít hay số nhiều? Ít. Đảo cái gì lên? Does. Mother. Often. Rửa bát là gì? Thỉnh thoảng lại có cái thằng bá tàu hay gì nó vào nó quảng cáo nếu bạn livestream mà không bán được hàng, nếu bạn livestream mà không bán được hàng thì đến chết. Mình cứ buồn cười. Like gì like là thích, chim là gì chim. Mà nó nói rất tội. Livestream. Nếu bạn livestream mà không bán được hàng. Phải đi chìm. Thì có chìm. Tôi thường I often lại đi học mấy lớp học phát triển bản thân. Mấy lớp phát triển bản thân. Mấy ông thầy là ngày xưa lớp học offline nghìn người. Nếu đồng ý thì nói giết. Cả hội trường giết. Cuối tuần. Yes. Lần trước cô vào Zoom của mấy ông nào. Nó kiểu yes. Nó bảo chứ nếu đồng ý comment giết thì là cô mới gọi chữ giết rồi đấy. Thế là nó bảo chứ. Ok anh Vương và cái gì kia, anh Alex Vương kia học không nghiêm túc tôi cho ra khỏi Zoom. Giết. Ờ thì bảo comment giết thì tôi chẳng ghi chữ giết cái gì nữa. Chuẩn thế cái gì nữa. Buồn cười mà cũng buồn cười nức nở lắm. Đọc buồn cười. Rồi ok. Tôi thường dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Câu gì đây? Khẳng định. Câu khẳng định rồi ok. Tôi thì như thế nào? Nói nào đây ạ?
Còn này I sao often, ạ? I often tidy up. Là cửa là gì? Là build the housework. Do clean được, tidy được. Clean được, tidy được. Clean thì có nghĩa là làm dọn dẹp, làm sạch. Yeah, còn tidy có nghĩa là vừa dọn dẹp vừa làm sạch. À, qua sorry, vừa gì ạ? Sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại và vừa làm sạch thì gọi là tidy. Yeah. Okay. I often clean the house on or at the weekend. Nhưng mà dùng từ tidy phải là tidy up phải không ạ? Ừ, phải tidy up. Nhưng mà ai thì không phải chia động từ. Làm. Đúng rồi, không phải chia. Rồi, xin mời sang câu tiếp theo ạ. Anh của bạn thường chơi thể thao vào buổi chiều phải không? Câu gì đấy? Câu hỏi. Yes, no, đảo gì lên? Yes, no. Yes. Doctor. Yes. Your brother. Your brother. Brother. Often plays sports. Xin mời Ozai học số play sport rồi nha. Play sport. Ozai. Vào buổi chiều là gì? In the afternoon. Yeah. Ở buổi sáng này. My mother and I often go shopping in the evening. Bạn để ý nhá, nếu trong phần chủ ngữ ấy, trong phần chủ ngữ này, tôi và mẹ chồng tôi, nếu mà có liệt kê mà trong đó có chủ ngữ tôi thì chủ ngữ tôi mặc dù nói lên đầu, tiếng Việt thì có thể nói lên đầu, nhưng tiếng Anh mà cho chủ cuối. Bởi vì sao? Nó không thể hiện được cái sự gọi là thể hiện được cái sự tôn trọng người khác hơn mình, hiểu không ạ? Chứ mình cho tôi về lên trước, mình thể hiện cái tôi của mình quá. Đấy ạ. My mother-in-law and I. Okay. Vậy sẽ là phải là my mother-in-law and I. Yeah, my mother-in-law and I often go shopping vào buổi tối là in the evening. Nhớ phải đọc chuẩn phát âm nhá. Girl shopping. Đấy. In the evening. Okay. Rồi, số 8 nào. Tôi thường không học bài, nghe nhạc, đọc sách vào buổi tối. Gì đây? Khẳng định. Phủ chứ? Phủ định. Không phủ định. À, vậy là gì? I don't often. Học là gì? Study. Nghe nhạc. Listen to music. Đọc sách. Read the books. Và buổi tối là gì? In the evening. Yeah. Nhìn này. Sách này, một là bạn để số nhiều, hai là bạn để số ít phải có ơ. Được chưa? Bởi vì nó đếm được mà. Nó đếm được thì một bạn để số nhiều, hai là bạn phải có mạo từ ơ đằng trước. Được chưa? Rồi. Tiếp theo ạ. Bố mẹ của bạn thường dọn giường sau khi thức dậy phải không? Câu gì? Câu hỏi. Yes, no. Đảo gì lên? Do. Bố mẹ của bạn thường là nhiều. Do. Số nhiều. Your parents. Vậy trợ động từ đây phải là do. Your parents. Do cho. Parents. Thường dọn giường là gì? Make the bed. Sau khi thức dậy là gì? After. Get up. Đúng rồi. Getting up. Đúng không? Tiếp theo. Bà tôi thường nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho cả gia đình. Câu gì? Tôi khẳng định. Khẳng định. Rồi, xin mời làm việc. My grandmother often cook breakfast, lunch, and dinner cho cả gia đình là gì? For the family tùy. Yeah. Rồi, tiếp theo. Cháu gái của Lan thường ngồi thiền vào buổi sáng, câu gì?
Khẳng định. Xin mời chủ ngữ số ít hay số nhiều? Số ít. Ừ. Xin mời làm. Lan gì ạ? Lan phải S xong rồi li nis. Đúng không? Tí nữa. Often là tí. Often meditation. Meditation. À, meditation in the morning. Ờ, thế do phải thêm cái gì không? Yes. Do the meditation. Do phải thêm ES vào. Chủ ngữ số ít không nhìn thấy không? Yes. Đúng không? Phải chuyển thành là gì? Lan is often meditation in the morning. Meditation in the morning. Meditation in the morning. Morning. Yep. Cháu trai của Hoa thường chơi nhạc cụ vào buổi tối à? Câu gì? Câu hỏi. Yes, no. Yes, cháu trai của Hoa ít hay nhiều? Yes, no. Hoa ít hay nhiều? Ít. Cháu gì lên? Does. Đấy, các bạn cứ để ý này, bao giờ cô cũng hỏi các bạn đầu tiên là câu này câu gì đã. Để tránh, bạn nếu là câu khẳng định thì bạn phải biết là chủ ngữ số ít hay số nhiều. Nếu ít thì phải chia động từ, còn nếu không ít thì không chia. Đúng chưa? Cái này là nếu là câu phủ định thì bạn phải định hình ngay là don't hoặc doesn't. Còn nếu câu hỏi, nếu câu hỏi đây là câu hỏi thì bạn phải biết ngay về gì ạ? Đảo chọn từ do hoặc da lên. Hiểu chưa? Nên cái bước đầu tiên bao giờ bạn phải hỏi xem là gì? Khẳng định hay phủ định hay nghi vấn ạ? Xong bước hai xem chủ ngữ số ít hay số nhiều. Đấy, động từ nó chỉ có thế thôi. Hiểu chưa? Rồi, ok. Nào xin mời làm câu này ạ. Does nephew. Often chơi nhạc cụ là gì? Play. Instrument. Buổi tối là gì? In the evening. In the evening. Evening. Rồi ạ. Tốt. Đó, bạn lưu ý này, sau này bạn học ấy. Sau này bạn học thì theo nguyên tắc nuốt âm thì chỗ này được nuốt đi. Vì vậy nên là khi nói không có thể hiện đâu. Nó chỉ là nan, lan nhá, niece. Hoặc là hoa, nephew. Chứ không có phẩy ở đấy, không có S đấy. Viết thì phải có đủ. Nhưng mà nói thì nó được nuốt âm rồi. Được chưa? Ok. Số 13. Mẹ bạn thường làm việc nhà, tắm và gội đầu vào buổi tối phải không? Câu gì? Câu hỏi. Mẹ bạn ít hay nhiều? Ít. Đảo cái gì lên? Does. Đấy, bạn tư duy theo cách của cô, không bao giờ bạn nhầm và sai được. Does. Nhưng cứ cắm đầu phát đọc phát là ngay đọc phát là ngay kiểu gì sai. Do the housework and shower. Your mother often in the evening. Often do housework. Do housework. Have a bath. Have a bath. Have a shower. And what's her hair? Her hair. Ở buổi tối là gì? Evening. In the evening. In the evening. 14. Bố tôi thường không ra ngoài uống cà phê với bạn bè vào buổi tối. Câu gì đây? Phủ định. Câu phủ định. Không mà. Không là không phủ định. Mà. Rồi. Đấy, quý anh ăn chuối ngon đấy. My father doesn't. Ai làm gì biết hết đấy. Bạn chi kia bạn còn người của đầu cho bạn văn học nha. In the evening. My father doesn't often go out to drink coffee in the evening. My father doesn't often go out for coffee. Bạn có nhớ cái từ for mà đi với động từ không? Có. Nghĩa là để. Đi ra ngoài để cà phê thì nghĩa là để uống cà phê rồi. Không cần phải thêm từ uống đây nữa. Phật thừa. Được chưa? Đi ra ngoài để cà phê cũng nghĩa là để uống cà phê. Đã, với bạn bè là gì? With friends in the evening. Nếu mà uống cà phê thì for drinking. Cũng được. Nhưng mà nó thừa. Mà người Anh người ta không thích thừa. Giờ thì thích vừa đủ thôi. Quá không tốt. Đúng không? Rồi. Mẹ tôi thường quét nhà, hút bụi, phủ rụi và dọn dẹp nhà cửa cuối tuần. Câu gì đây? Câu khẳng định. Khẳng định thông thường. Mẹ tôi ít hay nhiều đây? Ít. Vậy động từ này phải thêm hết nha. Chia hết nha. Xin mời làm. My mother often sweeps the floor. Hút bụi là gì? Dust. Vacuum. Dust. Phủi bụi.
dust và dọn dẹp nhà cửa. And cleans and cleans the house. The house. Và cuối tuần. And the weekend. In in on the, hoặc là at chứ không có in. The weekend. Yeah. On hoặc at đều được nhưng không có in. Đó, nhìn thấy chưa? Dọn dẹp nếu bạn dùng từ này tidy phải chuyển ý dài ý ngắn thêm ý, nhớ chưa? Tidy hết à, nhìn thấy chia động từ hết chưa? Đó, chia là chia tất, phải chia một thằng này còn thằng này không chia đâu nhá. Yeah. Chia phải chia đủ, được chưa? Rồi, bạn có thường xỉa răng sau khi ăn không? Câu gì đây? Câu hỏi. Câu yes or no? Chủ ngữ bạn là số ít hay nhiều? Do. Rồi, nhiều. You là lượt ghen, chủ ngữ số nhiều mà. Kể cả ai được liệt kê trong phần động từ ấy. Trong phần động từ ai được liệt kê trong một chủ ngữ số nhiều. Đúng chưa? Do you often floss? Do you often floss? Do you often xỉa răng? Floss? Xỉa răng là gì? Floss. 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 Gì nữa? Your teeth. Your teeth. Floss your teeth. After the meals. After meals. Nếu mà bạn meal thì thêm s vào là sau các bữa ăn ấy. Còn nếu không dùng eating. Được chưa? Con trai tôi thường không đánh răng buổi tối. My son. Câu gì đây? Câu phủ định. Khẳng định. Phủ định. Nên cô bao giờ có phải hỏi các bạn trước không là đang phủ định thành câu khẳng định luôn. Đúng không? Đang câu hỏi thành câu khẳng định luôn là học. Được chưa? Nên các bạn phải nhớ, phải định hình xem là câu gì đã. Thì mình làm nó mới đúng được. Được chưa? Mình nhìn xa trông rộng phải là thấy phát được cái cầy vào đấy mà lao vào đấy mà cầy đâu. Đúng không ạ? Bao giờ mới xong cái thử ruộng. Đúng không? Người ta đi cày, người ta biết nhìn cái chỗ này đây, cái thửa ruộng thế này, quy mô thế này phải làm từ chỗ nào chỗ nào. Mình đây cứ là hùng hục, đúng rồi, hùng hục như trâu, đúng không ạ? Thì vào là kiểu gì chả gì. Sai xong là mò mẫm dò mãi ra, đúng không? Nhưng người ta nhìn khái quát thì người ta gì ạ? Ra được vấn đề luôn, đúng không? Rồi. Ok. Rồi. Làm nào. My son doesn't often brush his teeth in the evening. Brush his teeth in the evening. Yeah. Bạn có thường rửa bát sau khi ăn không? Câu gì? Yes or no? Yes, no. Yes, no question. Chủ ngữ ít hay nhiều? Nhiều. Đảo gì lên? Do. Do gì? Do you often wash the dishes after meal? Yeah, after meals. Hoặc after eating. Bạn có thường xuyên đổ rác hàng ngày không? Câu gì? Câu hỏi. Yes, no. Yes or no? Yes, no. Đảo gì lên? Do you? Đúng rồi. Do you often? Often cái gì? Take out the rubbish. Every day. Take out the rubbish hoặc là gì? Mấy từ take the rubbish out hoặc take the rubbish away. Hoặc là gì nữa nhớ không? Take out the trash. The trash cũng được. Hoặc là gì? Còn một cụm nữa. Empty. Empty gì? Empty a rubbish. Empty rice bin. Sao bạn? Empty a bin. Trash. Empty a bin. Bin. Là thùng rác rồi à? Đúng rồi. Empty the bin. Đúng không? Có một động từ đổ rác nữa là empty the bin. Every day. You often empty the bin every day. Take out the rubbish. Take rubbish out. Take rubbish away. Đúng không? Take rubbish away. Rồi. Tiếp theo. Tôi thường giặt quần áo, phơi chúng và gấp chúng lại vào buổi tối. Câu gì? Câu khẳng định. Khẳng định. Chủ ngữ số ít hay số nhiều? Số nhiều. Chủ ngữ được liệt kê là chủ ngữ số nhiều. Chứ không phải là nó là số nhiều. Ô, tôi không phải số nhiều đâu. Nó được liệt kê một chủ ngữ số nhiều thôi. Được chưa? Vậy ai? I often. Watch the clothes. Phơi. Hang up clothes. Rồi, hang up clothes. Và gấp chúng lại. And fold them in the evening. Giặt quần áo bạn có thể dùng do the laundry được nha. Do the laundry. Hoặc là wash clothes, hang up the clothes, hoặc hang up the laundry, tùy. And fold them vào buổi tối là in the evening. Được chưa? Xong rồi, cộng xong 20 câu rồi. Còn 6 phút nữa. Sang tiếp bài số 2 nhá. Yes. Rồi, đấy.
làm các bạn lưu ý là các bạn thường các bạn cứ lao làm ngay, phải định hình trong câu khẳng định phủ định nghi vấn thì bạn biết nó chuẩn cấu trúc nhá. Đây là còn có thời gian nghĩ đấy, còn khi bạn nói là bạn phải phục phát rồi bạn phải nói ngay đúng không, chứ không phải ngồi nghĩ nữa đâu. Đây là về nhà tất cả bài chữa này xong về nhà làm cho cô video nói nhá, video nói hướng dẫn rồi nhá, nhìn vào cái câu này này mà nói, không phải nhìn đáp án mà đọc không, nhìn đáp án đọc thì đừng có làm nữa cho đỡ mệt người, chưa không ra tác dụng gì đâu. Chủ yếu là các bạn phải hiểu được cái mục đích của cái bước cuối cùng về nhà bạn làm, đó chính là để cho bạn nói được. Vậy để nói được thì bạn nhìn đáp án bạn nói hay bạn nhìn vào cái nội dung bạn nói, đúng không? Nhìn đáp án bạn nói thì thà chẳng nói còn hơn, đúng không ạ? Nhìn tiếng Việt khi bạn giao tiếp thì có ai cho bạn câu sẵn để mà nói không? Thế thì có ai học tiếng Anh làm gì? Nhìn đúng tiếng không? Việt nói ạ. Có câu sẵn mà nói rồi thì học tiếng Anh làm gì nữa? Có câu sẵn rồi, đúng không ạ? Thế nên là cứ nhìn vào tiếng Việt mà nói. Mà bạn dễ ở chỗ này, bây giờ bạn không phải nghĩ tiếng Việt, đúng không? Câu cô đó có cho sẵn rồi, chỉ việc cứ nhìn vào cái câu sẵn đấy mà nói thôi. Bởi vì sau này những câu đấy bạn cũng dùng để nói mà. Chẳng qua cô cho sẵn bởi vì thứ nhất là bạn nghĩ nó khó, bạn nghĩ câu nó khó, đúng không? Và bạn nghĩ câu chứ đâu bạn nghĩ ra lung tung cả. Bạn nghĩ ra thì quá khứ với tương lai là học, bởi vì mình chưa học cái đó. Cái thứ hai bạn lại dùng từ vựng mới thì cũng học, mà phải dùng từ vựng cũ của nó dạy cơ, đúng chưa? Thì nó mới ra kết quả tốt được, nó mới nhớ được hết. Mục tiêu ra là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà. Đó, thế là cái bước bạn thấy không? Cô vẫn dạy đầu tiên là từ vựng nhé. Mà từ vựng cô đã cho bạn về nhà chép một lần trước rồi, để một lần nó nhớ rồi đúng không? Xong lần hai trên lớp là cô cho bạn đọc này, là động lần hai rồi đúng không? Là một lần nó nhớ thêm này. Bước số 3 các bạn biết là cô gì? Dạy ngữ pháp rồi, xong đó cô lại đặt câu này, đúng chưa? Cũng liên quan từ vựng đấy này. Xong bước thứ 4 là gì ạ? Các bạn về nhà tự làm còn gì nữa, đúng chưa? Cô cho bài tập về nhà tự làm. Bước số 5 này cô chữa cho bạn đây này, là 5 lần động chưa, đúng không ạ? Xong rồi bước 6 là về nhà mà tự nói đi nhá, được chưa? Không nói là hỏng. Nên cô dạy đến mấy trăm nữa thì không nói, các bạn không nói thì cũng chịu, được chưa? Nên bước cái gì cô 80% quyết định thành công cho bạn rồi thì còn 20% bạn không làm nó thì cũng vứt, đúng chưa? Ý cô bạn mà bảo cô nói lốt cho em đi thôi, thế cô chịu, đúng không ạ? Cô nói lốt bảo cho cô ăn luôn hộ em thì tốt quá nhờ. Đấy, có tiền mà cô tiêu lốt hộ em cả thế được. Cái đấy thì cô làm hộ được, còn nói thì cũng nói hộ được, đúng chưa? Thế là các bạn phải làm, đúng chưa? Thế là cái bước cuối cùng phải làm để nói được. Cái thứ hai nữa là cất vào trong này, từ vựng vào đây này, không quên nổi đâu. Nhưng mà nhá, không làm cái cuối cùng này về nhà bỏ sao, cái cô bảo ấy, học không nhớ, em chả nhớ vì em có làm theo cách của cô đâu, em làm theo cách của em cho nó dễ, hiểu không? Cách của em nó học nó tốt hơn, đúng không? Nó tốt hơn, năm 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 mười năm nó cứ học quá nó ra, học quá nó ra, hiểu lý do vì sao mà cái bọn trẻ con nó học này cứ học đến thi phát là nó thi xong phát là nó lại Liverpool, xong rồi đến kỳ thi nó lại ổn tiếp, xong nó thi xong phát nó lại Liverpool, cứ như thế đến gì ạ? Cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đến đại học nó cũng thế, ra trường nó cũng vẫn thế. Nên tiếng Anh nó cả chục năm nó chả phát được, nó có nhớ đâu, nó chỉ vào chỗ này thôi thì nó chẳng ra ngoài cái gì nữa, đúng không? Thế là bây giờ nó đang ở cái chỗ này hơi sâu rồi, được chưa? Bây giờ cất nó hẳn vào trong này đi, cất nó vào góc này đi, cất vào rồi thì làm sao khóa chặt rồi thì làm sao ra nữa, hiểu không? Giống như để vào đấy như cửa mở, xin mời, đúng không? Xin mời trộn vào về sạch, đúng không? Ôi ôm thằng này nhìn thấy về, ui lại về vào, thằng kia ra lại về vào, đúng không ạ? Thế đây các bạn đang không làm bước cuối cùng có nghĩa là thế, mở cửa, xin mời, hiểu chưa? Nên bước cuối cùng về nhà làm nhưng nó rất dễ, nó không có khó gì cả, nên là cái bước cuối cùng phải làm. Đây là cô gửi cho, thế chả thấy thằng nào làm, cô đâu mấy thằng làm thôi. Còn lại bước cuối là thôi, ăn bớt của cô, toàn gặm nhấm hết. Lớp này chỉ thích ăn chuột thôi, gặm bớt của cô đi. Chẳng nói nhắc đi nhắc lại vẫn quầy, đúng không ạ? Nên là cái bước về nhà làm nha, đừng có bỏ nhá, hiểu chưa? Cô ơi, cho em hỏi với ạ. Cô ơi, cô giải thích cái từ giờ, cái từ giờ dùng khi nào ạ? Giờ là mạo từ xác định. À, cái đấy thì lớp này chưa được học, là level 2 được học. Level 2 học cái đấy. Môi chung cái dùng cơ bản nhất của nó là đứng trước danh từ đã được xác định rồi. Nhưng xác định trong trường hợp nào thì đến level 2 cô sẽ hướng dẫn. Được chưa? Bây giờ cứ tạm thời ghi nhận nó đi đã. Được chưa? Ừ. Cô còn từ study như từ learn nó khác nhau ở đâu ạ? Chào cô thì in the exercise you will show that you can find like sources. Ngoài tập này bạn có thể
bạn sẽ chỉ ra rằng bạn có thể tìm ra những nguồn của ánh sáng. Nguồn ánh sáng ở đâu ra? Nguồn ánh sáng từ đèn, nguồn ánh sáng từ từ mặt trăng, từ mặt trời. Con nghĩ đây là từ, biết từ vào đây. Thế đây là cái gì? Đây là đèn, viết vào đây. Đây là trăng, sao, viết vào. Rồi, learn và study nó khác ở chỗ là learn ấy thì là có nghĩa là bạn học từ người khác. Ví dụ bạn học từ cô thì gọi là learn. Học từ người khác gọi là learn. Đèn pin. Rồi, thế còn study thì có nghĩa là gì ạ? Bạn tự nghiên cứu, bạn tự học thì gọi là study. Giống như bạn học ở trên thư viện ấy, thì thông thường là nói là I often study in the library on the weekend. Chẳng hạn thế. Được chưa? Thì gọi là study. Rồi, còn gì nữa không? Còn từ nữa. Từ dọn dẹp ấy là clean hoặc là tidy up ấy. Thì hai từ này khác nhau như thế nào ạ? Vừa mới giải thích thôi. Clean là vừa dọn dẹp, vừa làm sạch. Đúng rồi. Clean thì là clean là dọn xếp đồ đạc. Clean thì thông thường là làm sạch. Thường là làm sạch. Làm sạch. Còn tidy up ấy, thì nó thường là vừa dọn dẹp vừa làm sạch. Xếp. Giống như hiểu như này này. Thông thường ấy, các bạn hiểu như này này. Cái từ clean ấy, nếu mà nói với người lớn ấy, thì thông thường nói là clean là người ta sẽ dọn dẹp, người ta làm sạch luôn. Nhưng với trẻ con bảo là clean the house clean thì nó chỉ có đi làm sạch thôi, còn đồ đạc nó vẫn kệ vứt để. Hiểu không ạ? Muốn nói cho trẻ con là gì ạ? Vừa dọn dẹp làm sạch thì phải nói là tidy up the room please. Thì nó mới vừa dọn dẹp và nó vừa làm sạch. Hiểu không ạ? Đó, thì nó khác nhau. Hiểu chưa? Dạ. Lửa, fire, a flame này. Torch, đèn pin này. Đang học, học tuần sau nó thi khoa học. Cô ơi, vậy còn từ đổ rác có nghĩa là đổ rác đây là mình mang cái thùng rác nhà mình mang ra ngoài mình đổ. Mình gọi đấy là đổ rác, còn bây giờ mình nhặt rác mình bỏ vào thùng rác thì là nó là gì ạ? Pick rubbish up, nhặt rác lên. Pick rubbish. Hoặc là pick up the rubbish, nhặt rác lên. Pick up the rubbish, nhặt rác lên. Rồi thì các con không còn chữa nữa, cô giải thích lốt cho một hai từ này nữa, khuyến mại cho hai từ này nhá. Các bạn dùng hay rất nhầm này. Bởi vì không có thời gian để làm bài 2, bài 2 hôm sau làm. Từ do, từ make, bạn nào biết từ do, từ make khác nhau thế nào? Đều nghĩa là làm. Do có nghĩa là làm, còn make là tạo ra. Make. Do. Make khác nhau chỗ nào? Make. Make là làm đẹp hơn. Make là làm đẹp hơn. Make là làm đẹp sản phẩm. Make là tạo ra. Mấy ta tạo ra đồ làm gì đó. Đồ làm gì đó. Thế đều nghe nó đều là làm mà. Đúng không? Rồi nghe này. Do có nghĩa là làm cái gì đó mà tính chất là dập y khuôn mẫu. Nghĩa do exercise, do exercise này, tập thể dục này. Do exercises là làm bài tập này, đúng không ạ? Do homework này, đúng không ạ? Tức là làm cái gì đó mà tính chất tập y khuôn mẫu. Còn make có nghĩa là làm cái gì đó mà tính chất sáng tạo. Ví dụ make tea là pha trà. Pha trà có phải ai pha giống nhau không? Có người pha ngon, người pha dở đấy. Make coffee, pha cà phê đúng không? Người pha ngon, người pha dở đấy, đúng không? Đấy gọi là làm gì đó nhưng mà có tính sáng tạo trong đấy. Đúng rồi, mang tính rất sáng tạo. Con. Quay lại đi. Cũng như là bạn còn nhớ từ make breakfast không? Make breakfast ấy. Make hoặc breakfast. Là cook breakfast ấy. Đúng không? Cook breakfast là nấu bữa sáng theo cách kiểu ăn thông thường của bạn, nhà bạn vẫn đang ăn ấy. Nhưng hôm nay bạn dùng từ make breakfast có nghĩa là hôm nay bạn nấu bữa sáng mang tính chất gì? Đầy đủ hơn và sáng tạo hơn, với là làm nó đẹp đẽ lên, bày biện nó đẹp đẽ hơn, kiểu nhà có khách ấy. Hoặc là làm tiệc ấy, thì bạn hay dùng là make breakfast, make lunch hoặc make dinner, hiểu không ạ? Đó. Thế sao dùng là từ make up? Make up là trang điểm á? À, trang điểm thì chịu, từ nó dùng bây giờ thì hỏi ngôn ngữ của nó thì cô chịu, cô chỉ biết theo nó là make up là trang điểm. Còn hỏi cô tại sao thì cô chịu, thì bảo tại sao chị Hoa thì tên là Hoa, chịu. Đúng không? Make up nó mấy từ trang điểm, một là make up này, hai là put make up on face này, đúng không? Put on make up này. Tại sao dọn giường nó cũng mang tính sáng tạo à? Make the bed. Cũng thế rồi. Cũng đấy nó như thế rồi, nó còn làm gì có từ nào để phân biệt so sánh nữa đâu. Nó phải dùng từ đấy rồi. Nó phải là như thế. Rồi, ok. Xong rồi.
Hết rồi. Thank you very much. Giờ của lớp kia. Nhớ là bài tập đầy đủ nhá. Tuần này thì cô chỉ thế các bạn làm luôn cái bài tập số 2 đi nhá. Bài tập số 2 cô thấy trước thì chưa làm nhá. Với lại làm bài số 1 là video thế thôi. Có hai bài thôi mà. Được chưa ạ? Phát âm về nhà chị có tập nhá, tập hơi ấy. Chủ yếu bạn tập hơi, họng cô thấy các bạn mở được rồi. Nhưng hơi các bạn chưa tập được, về nhà một tuần cho cô hít vào bụng phình ra thở ra bụng hóp lại cho cô làm trong một tuần đi. Ngày nào cũng làm. Được chưa ạ? Thì nó mới thành công được. Được chưa? Ok. Rồi goodbye and see you. Goodbye. Bye. 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 Yes. Bye. Okay.